chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm clip để mình đánh giá một chiếc xe Hyundai hiệu Avante mà sau quá trình 5 năm sử dụng. Thì mình sẽ làm clip đánh giá coi về cái nước sơn nè, nội thất nè, về điều hòa, rồi về máy móc, xem coi sau 5 năm sử dụng thì nó như thế nào nha mọi người. Đây, xin mời mọi người theo dõi video nha. Xe Avante đời 2017 nhưng mà sản xuất là năm 2016 nha mọi người. Thì năm 2016 tới nay là 5 năm rồi mọi người. Thì cái điều đầu tiên mình thấy là cái nước sơn nó vẫn còn rất mới mọi người. Không sơn lại nha mọi người. Nếu mà sơn lại á, thì khi mà mình sơn lại á, thì trong đây không thể nào sơn được cái màu sơn trong đây nè. Là không thể nào sơn lại được. Chỉ sơn bên ngoài sơn cánh thôi. Còn cái này nếu có sơn lại là không thể nào sơn được nha mọi người. Do đó thì theo mình đánh giá về cái nước sơn á, thì nói chung là sau 5 năm thì còn rất mới. Cái này thì cũng tùy người sử dụng thôi mọi người. Nếu như mà chủ sử dụng á, chịu khó mà lau chùi thường xuyên thì nước sơn nó cũng ít cũ hơn. Cái điều thứ hai mình muốn đánh giá là cái này nội thất mọi người. Thì sau quá trình sử dụng thì nói chung qua 5 năm á, thì ghế đồ cũng còn 70-80% nha mọi người. Đó. Còn rất là mới luôn. Ghế sau cũng vậy. Thì đa số bên hàng sử dụng thì chỉ một người đi thôi mọi người. Còn ghế sau thì ít sử dụng lắm. Tại vì đâu có chở ai đâu. Do đó nói chung nội thất vẫn còn rất là mới. Mọi người thấy không? Còn xe rất là mới mặc dù đã là 5 năm. Để mình khởi động cái động cơ lên xem cho mọi người xem nha. Động cơ sau 5 năm là mọi người nghe tiếng máy không, nổ nói chung là vậy là cũng là im rồi. Thì về phần bảo dưỡng để mà cho xe chạy ổn định đó, thì mình nên thay dầu nhớt thường xuyên mọi người. Thì lâu lâu nếu mà ấy chỉ có thay buri trên đây hoặc thay dây cu ro thôi, những cái đó thì nó thường hỏng. Còn đa số những bộ phận khác thì xài 5 năm thì mình nghĩ không có vấn đề gì hết, chạy vẫn chạy tốt bình thường. Thì theo mình để ý chiếc xe này á, về độ hao nhiên liệu á, chạy 100 km thì tốn khoảng từ 6 đến 8 lít mọi người. Có nghĩa là 6 đến 8 lít xăng á, thì chạy được 100 km là chạy đường thường nha mọi người. Thì nếu mình đi trong cao tốc á, thì dĩ nhiên là đi cao tốc thì ít hao nhiên liệu hơn rồi. Nhưng mà mình chạy đường thường mình đã canh thử rồi, khoảng 6 đến 8 lít trên 100 km. Bây giờ mình sẽ chia sẻ về cái hệ thống điều hòa của xe nha mọi người. Sau 5 năm. Hệ thống điều hòa sau 5 năm thì còn hoạt động rất là tốt mọi người. Đó. Rất là mát, cũng còn rất là mát. Nhà mọi người khi sử dụng điều hòa mọi người nhớ cái bấm nút AC nè. Nó mới mát, còn nếu không mà nó không mát đâu nha mọi người. Còn đây chế độ auto tự động. Khi mà mình hoạt động á, ở đi trong nội thành á, mình nên lấy gió trong xe nha mọi người. Mình bấm lấy gió trong xe nè. Để cho không khí nó lưu thông trong xe không, nó không hút từ không khí từ ngoài, khói bụi từ ngoài vô. Còn nếu mà khi mình đi ra ngoài ô á, thì mình nên lấy gió ở ngoài vô cho nó thông thoáng, cho không khí trong xe nó thông thoáng. Còn rất là mát luôn mọi người, gió ra mát luôn. Đó tùy mình chỉnh độ bao nhiêu. Bây giờ nhiệt độ trong xe là 21 độ, ý nhiệt độ là 21 độ, nhiệt độ ngoài trời đó mọi người. Do đó mình để đây là mình không cảm nhận được nó mát như thế nào. Phải như mà ngay giữa mùa hè 30-34 độ thì lúc đó mình sẽ cảm nhận được rất là rõ luôn. Còn bây giờ nhiệt độ mình mở điều hòa với nhiệt độ ngoài trời nó là 22 độ nè. Nhiệt độ ngoài trời với nhiệt độ trong xe nó bằng nhau. Nhiệt độ nó bằng nhau bởi vì mình không cảm nhận được. Một điều lưu ý là mọi người nên thay cái lọc gió điều hòa nha mọi người. Lọc gió điều hòa nó nằm ở trong đây nè mọi người. Mình mở cái cốp này ra, cái lọc gió điều hòa nằm ở trong đây nè. Mình nên thay, nếu không thay thì nó cũng sẽ làm cho cái điều hòa của mình không mát. Cái này dòng xe đa số là nó sẽ nằm bên ghế phụ nè mọi người, cái cốp ở chỗ ghế phụ nè. Nếu mình không biết thì mình ra tiệm mình kêu người ta thay. Khi mà thay nhớt họ chỉ thay cái lọc gió động cơ thôi mọi người, chứ họ không thay cái lọc gió điều hòa nha mọi người.
muốn chia sẻ cho mọi người cái hệ thống cách âm mọi người. Xe này hệ thống cách âm không được tốt nha mọi người. Khi mình đi trên cái những cái đoạn đường cao tốc á mọi người, chạy tốc độ cao á, thì nói chung là tiếng ồn vẫn còn rất là ồn, còn ồn nha mọi người. Nếu như mà cách âm tốt hơn một chút xíu nữa thì mình nghĩ là rất là tuyệt luôn. Và chiếc xe này cũng có cái hệ thống áp suất lốp mọi người, cảm biến áp suất lốp á, nó nằm ở trong ngay chỗ cái xúc bắp này nè mọi người. Cái hệ thống cảm biến áp suất lốp nằm gắn trong đây luôn. Theo mình được biết á, thì cái bộ phận cảm biến áp suất lốp á, thì có cái nằm ngoài nữa. Khi mà áp suất nó không đủ á, thì nó sẽ báo lên cái đồng hồ ở trên xe đó mọi người. Chiếc xe mà đi hao ít hao nhiên liệu cũng là do cái lốp đó mọi người. Nếu mà lốp non thì chạy cũng rất là hao nhiên liệu. Bởi vì có cái cảm biến này cũng rất là tiện để mình biết là xe mình không đủ áp suất lốp thì mình sẽ đi bơm. Và bên hàng mình khi mình bơm thì được miễn phí nha mọi người. Nói chung là vô bất kỳ chỗ nào cũng được hết, mình bơm là không lấy tiền. Đó. Xe này mình mua được hơn 6 tháng mọi người, nói chung chạy rất là ổn. Mặc dù là mình mua xe cũ đó, thì mua xe cũ cũng hên xui thôi, mình không biết trước được, nhầm khi mua nhầm xe điểu cũng không chừng. Đây là con xe thứ ba mà từ khi mình lấy xe tới giờ đó mọi người. Con đầu tiên là cũng con Avante luôn mọi người, nhưng mà đời 2006, mình mua năm 2017 đó mọi người. Thì lúc đó mình mới biết chạy thôi, mình mua. Và sau này nó bị hư mọi người, tại vì cũ quá rồi, ở phía dưới phần ống xả đó, nó bị hư. Và mình thay thì tốn rất là nhiều tiền, do đó mình sẽ đổi xe khác. Và mình mua một chiếc Dodge City đó. Chiếc này á thì đời 2010 mọi người, nhưng mà mình mua xe cũ lại, gặp cái người bán xe là gặp người mình mua nhầm chiếc xe điểu, mua về nó bị hư mọi người, nó bị hư cái động cơ á, nó bị rỉ dầu trong động cơ đó, do đó khi mà mùa đông nổ không được nổ máy mọi người. Và mình đã bán chiếc đó đi và mình lấy chiếc này. Hay thì mình mua hơn 6 tháng rồi mọi người, nói chung chạy rất là ổn. Thì mua xe cũ bên hàng thì cũng nói chung hên xui thôi, mình đâu có biết được xe đó như thế nào, tại mình cũng không phải là dân sửa xe chuyên nghiệp. Nhìn xe mình thấy đẹp, máy nổ im mà mình mua thôi. Mình nhân đây mình cũng chia sẻ cho mọi người là những ai mà có dự định mua xe cũ á, thì hỏi là mua xe gì, mua của hãng nào. Thì mình theo mình á thì nên mua là của hãng Hyundai và Kia mọi người, vì hai cái hãng đó là hai hãng xe lớn nhất và nói chung xe cũng bền nhất, mà là dòng xe quốc dân của người Hàn luôn mọi người. Đa số thì họ sẽ chuộng cái Kia hoặc Hyundai, do đó mọi người mua xe cũ á, thì cũng có thể tham khảo hai dòng xe này. Mua xe cũ thì cũng hên xui trong đó thôi mọi người, mình coi thì coi thôi chứ cũng hên xui thôi. Nhưng mà mình mua được chiếc xe tốt thì nó không có giật mình thôi. Mua xe cũ đi sửa hoài cũng tốn tiền mà mệt mình nữa. Mỗi lần đi đâu xe hư nó bực bội lắm. Coi video của mình là cũng kết thúc ở đây luôn nha. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.